Chào các bác nhé, đây là các giao cầu giờ 1, giờ 1.5 và giờ 2.0 và giao phi 3, phi 4, giờ 0.5 đúng không? Đằng đẹp long lanh nha các bác. Phi 3, phi 4, giờ 0.5, giao cầu giờ 1, giờ 2, giờ 3, chủ yếu là giờ 1, R2 giờ 1.5 thôi nhé. Xin cảm ơn.